Hello, em chào tất cả anh chị em ngày 30 tháng 4. Hôm nay chắc anh chị em lo nào là đi chơi này, rồi bao nhiêu là chuyến du lịch ha. Từ ngày em cai đi chơi giờ em cứ cắm đầu làm ăn thôi. Hôm nay thì ngày chủ nhật, ngày 30 tháng 4 thì em lại like cho anh em. Vì từ sáng giờ đáng lẽ là em lên clip rồi, nhưng mà em cứ nghĩ là do dự không biết ngày nay là anh em nghỉ lễ, anh em có ăn uống nhậu nhẹt rồi là lỡ nó quá chén cái lại chốt chốt trong cơn say chốt say đồ và say say rượu hay là say tình gì đâu biết nữa, không tỉnh mà chốt thì nó không hay. Thế là em mới suy nghĩ, nhưng mà nghĩ bữa nay là ngày anh em ở nhà cho nên là dễ chốt, dễ xem hơn. Thôi thì tùy cơ ứng biết, em cứ lên like anh em cảm thấy ưng con nào thì chốt, gọi điện chốt cho em à. Số điện thoại 0911 337 139. Em chúc anh chị em một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc, an lành nha. Cái đấy rất là quan trọng. Rồi bữa nay em sẽ chiến nguyên một ngày nay là M65 với Philot. Buổi tối em cắt hai kíp. Bây giờ em lên like luôn, mong được anh chị em ủng hộ. Rồi bên tay em là một con M65 này. Con này là dây kéo nhựa, thân nhựa cổ nhựa nha em. Dây trên dây dưới đầy đủ luôn này. Đó. Em của nó còn mới kẽn nha anh em. Con này size small rattler ha, 60 tới 70 kg và cao 1m7 trở lên. Hồi nãy em xin lỗi một cái nữa này. Từ tối giờ anh em đặt đồ rất nhiều, nhưng mà thực sự bây giờ em bỏ thời gian ra em chụp cho anh chị em rồi là lựa. Nó cũng anh em cũng phải có hình ảnh, cho nên là em quay như vậy thì những anh em mà có dặn có lựa gì thì chịu khó vào xem like ha. Xem like rồi chốt giùm em cho nó rõ ràng, nhìn từng sợi lông sợi chỉ của nó luôn. Chứ còn mà nó chụp ảnh thì chụp về chẳng qua là những cái gì mình cần bổ sung thêm thôi, chứ nó cũng không có nhìn được hình dung con áo nó tròn hay nó vuông như thế nào. Là cái đấy em mong anh em thông cảm. Để em coi con này đời bao nhiêu, đọc luôn này. Con này đời 87 nha anh em. Đời 87, tem còn mới kẽn hơn ha. Con này dài áo của nó là 81. Dài áo 81. Áo thì xanh này. Ở đây thì có một vết dơ nhẹ nhẹ. Đó. Cái này gọi là vết ỉm nút thôi. Đây là mới dơ nhẹ này. Đó. Cái này là dơ nhẹ nhẹ thôi ha. Đầu khóa của nó này. Ok, dây trên dây dưới đầy đủ. Con này xanh. Xanh đều màu ha. Xanh đều màu. Anh Leo á, anh Leo bữa hôm giờ thấy giới thiệu người khách bên anh Leo vào quá trời. Ở bên này này anh em, bên tay phải của nó là có hai cái lụng nhỏ xíu xíu ở dưới ta này. Em cho nghiêng cái màn hình lại anh em nhìn thấy rõ hơn á. Đây, ở dưới ta em dán để báo lỗi cho anh em ha. Có hai cái lỗ lụng nhỏ xíu xíu ở đây thôi, nhưng mà khi mình rút vậy thì nó mất. Khi mình rút cái bo lại là nó bị che cái khuyết điểm của mình rồi. Rồi, con này là 97, 97, 98% luôn á. 2.500.000 mã 11. Tính lại cô đủ. 2.500.000 mã 11 nha anh em. Em bận con áo lên này. Quá. Rồi, con này anh em 70 kg thôi nha. Áo còn xanh lè luôn. Con này anh em mà không chốt thì hơi bị uổng. Dây còn nó còn mới quá mà dây nó còn chun, co giãn còn ngon luôn này. Ai chốt con này chốt cho em 2 triệu, 2 triệu mấy ta. Con này là màu ô liu ha anh em ha. 2.500.000 mã 11. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em. Con này là M51. M51 dây kéo nhôm. Hồi sáng có anh hỏi M51 mà em chưa chụp được này. Hàng chuẩn quân đội Mỹ hết nha anh em. Tem dập này.
size small long. Small thì 60 tới 70 kg và cao 1m74 trở lên. Ở dưới túi của nó là tem dập ha. Khỏi đọc đời nữa nha anh em. Con này là dài 85, 86. Dài 86 lưng ạ. Đây con này nói chung là nó đẹp nhưng mà lại bị lỗi một chút rồi. Cái thằng đời tem dập là đời đầu của thằng M51. Ở đây là có cái vết này là gọi là gỡ tem ha. Nó gỡ tem nó bị, nói chung là mấy cái này là chỉ nó lóc ngoắc ở đây thôi. Đây có cái này cổng chỉ nó xù xù ra này. Em quay video như vậy á rất là rõ ràng anh em. Nói chung là không có cái lỗi nào dơ mà nó, hoặc là từ rà từ trên xuống thì anh em nhìn không có cái lỗi nào mà anh em không thấy được hết. Cho nên anh em chịu khó xem thiệt kỹ. Và mai đừng có kêu em chụp từng cái nữa nha. Vì em đã soi cho thiệt kỹ và làm thiệt chậm cho các anh rồi mà anh em cứ bảo chụp choạc gì nữa là cái đấy là nó đây, cái phần chỗ này nó bị dơ anh em này. Đây, hai cái phần này dơ ha. Xem video thiệt kỹ mà mai vẫn cứ đòi chụp là em lại ưu tiên cho những anh em đơn giản hơn. Cho nên là cái đấy thì anh em cũng phải tự biết thôi. Rồi đằng sau thì ok. Sau thì ok hết à. Ở dưới này có một cái chấm nhỏ siêu siêu thôi này. Ở dưới này á thì báo cáo anh em là khi mà cái virus nó rút lại thì cái đường này này, nó có cái đường hành đây á. Rồi phần này cũng ổn hết. Ở dưới tà này này anh em này, dưới tà này thì chỗ này nó có vẻ chỗ này hơi trắng trắng một chút. Đây ạ. Đây khi nó rút lại là mình kéo căng ra thì có cái đường dấu à. Dấu nó hơi trắng trắng một chút. Đầu khóa này em đã cố tình like thiệt chậm và like thiệt kỹ cho anh em thì anh em chịu khó xem kỹ video à. Rồi ok, 60 tới 70 kg và cao 1m74 trở lên. Đúng hơn con này là cao 1m8. Con này đang còn một cái vết chỗ ống tay này, em chưa có review cho anh em này. Cái ống tay của nó, nói chung là con này đẹp hết, chỉ có một cái là cái cổ này, cái cổ ống tay V vẫn ok à. Nhưng mà cái đầu này này, đầu này về anh em đưa máy vắt sổ á, kêu nó vắt cho một đường như vậy là ổn thôi. Vì hàng này lâu năm là nó tua như vậy à. Đây mất một cái cúc à. Hai ống tay đều như vậy hết anh em. Bên này không thấy này, bên này im ru. Đó. Bên này vẫn mất một cái cúc. Con này là mã số 9, 2,1 triệu. Mã số 9, 2,1 triệu. Hàng đời đầu của M51 thì quá đẹp. Đó. Ai chốt con này 2,1 triệu mã số 9 giùm em ạ. Rồi tiếp một con M65 dây kéo đồng. Thân nhựa, cổ nhựa, thân đồng. Con này là mới hiếm này. Con này là size X small X short. 50 đến 60 kg và cao 1m60 trở lại. Con này là đời đắt đi đâu, đắt đời 82. Đời 82 nha em, đời 82. Dài áo của con này là 70. Bữa hôm em bán một con này bao nhiêu ta? 90 triệu gì đó. Đẹp. Còn con này thì không biết có lỗi hay không, có lỗi rồi. Con này nó bị lỗi rồi. Đây, cái phần ở cái tà trước của nó anh em này. Chỗ này nó hơi dơ. Đây anh em nhìn thấy dơ mà. Đấy, dơ đây ha. Ở đây bị lủng rồi này. Ngay cái tà này lủng mà anh em ấy thì may một cái tem vào đây. Ở đây nó bị sượt một chút. Rồi, đây là vết in nút à. Chỗ này thì có mấy cái chấm nhỏ li ti, gọi là dơ nhỏ li ti. Còn đằng sau size này là size nhỏ nhất của đồ lính Mỹ.
chỉ có một size này duy nhất thôi, nhưng mà anh em mà size này mà anh em bảo là tìm con này size này với áo M65 dây kéo nhôm, thì dây kéo nhôm không bao giờ, nói tóm lại là cái thằng đời sau mấy không bao giờ có cái size này, ngoại trừ medium short gì small x small roller thì mới có dây nhôm. Còn cái thằng đời dây đồng mà cái thằng đời dây nhôm mà không bao giờ có size x small x short, x small roller mới có thôi, không có bao giờ có x small x short. Rồi chỗ này nó dơ dơ một chút, trắng trắng đây nha em. Đằng sau này đều hết, chỉ có bị mấy cái dơ ở đây nữa này. Một vết dơ này, hai ba vết dơ, chấm nhẹ nhẹ thôi. Nói chung cái lỗi đó không ăn nhầm gì, có lỗi bên kia mới quan trọng thôi. Trước này đều đẹp hết à, dây đồng này ok luôn. Bên trong này của nó này anh em, bên trong cái đầu vào của nó còn mướt đó, mướt sượt luôn. Cái này dây trên dây dưới mất tuốt tuột, không có dây nào nữa hết. Con này nếu như độ xanh độ mới của con áo này thì phải là tầm 95 trở lên, chỉ có cổ nó bị một cái vết này thôi này. Cái vết này nếu như không có là con này là ăn đầm luôn á. Con này em bán với giá là 2,5 triệu mã số 10. Em bận vừa. Con này em bận vừa luôn. Ấy, con này chưa bao giờ, không có con nào mà mới 65 mà nó nhỏ hơn cái size này nữa hết á. Vừa chiều cao với vừa chiều ngang luôn. Cực hiếm nha anh em, cực hiếm. Con này mà không bị lủng là con này là nhảy lên gấp 10 lần à, nhảy lên gấp gấp 5 lần. 2,500,000 mã số 10. Rồi tiếp một con này màu màu ô liu luôn, màu ô liu. Thân nhựa dây kéo nhôm, lót trứng 6, đời số 8. Con này size small short này anh em, 60-70 kg, cao dưới 1m7. Đo chiều dài nha, dài áo là 75. Hồi sáng có anh nào dặn là lấy 5 con, nhưng mà chịu khó theo dõi giùm em này, giờ em không còn, nói chung là em lỡ có hứa thì thông cảm nha. Xem video chốt giùm em ấy. Ở đây nó có dính một chút keo gì nhẹ nhẹ đây nha em, dính cái keo gì á, đầu khóa này, đầu vào này, dây trên dây dưới đầy đủ hết à, tem trên tem dưới đầy đủ luôn này, túi trắng này. Con này đằng sau cũng đẹp mà. Con này sau đều đẹp, chỉ có bị dính một vết dơ ở đây nha anh em. Đó, dính một vết dơ ở sông mông này nhẹ nhẹ thôi. Đây, đây mới là lũng này. Phần trên thì chỗ này nó gỡ tem nha anh em. Nó gỡ tem. Ở dưới này thì cái tà của nó dính một chút dơ nhẹ. Ở đây là lũng hai lỗ nhỏ xí xí ngay tà nè. Cái gầu khóa của nó lâu ngày không sử dụng, nó oxy hóa anh em. Về sạch sẽ giùm em ha. Ống tay thì ok. Đây em dòm cái V của nó này, đang rất là ngon lành. Nhưng mà cái nắp túi này này anh em này, em nhìn thấy cái vải của nó ở xung quanh này màu khác và cái đường này màu khác không? Cái đường này nó hơi lệch mà một chút. Nói chung là hàng của Mỹ thì nó chỉ có vậy thôi. Ở trong áo của nó thì ở đây nó bị, nó bị oxy hóa một chút này anh em, bị dơ dơ một chút đây ha. Rồi con này em bán với giá là 2,900,000 mã số 8. 2,900,000 mã số 8. Anh em 60-70 kg, cao 1m7 trở lại. Cái này em rút lại là nó ngắn tùn tùn à. Đó, em cao mét có 1m58 thôi này. Ok.
Áo còn đẹp nhá, nguyên một cái tem này, tem này tem đắt, còn tem hình hài đầy đủ luôn. Con này mà không chốt là hơi bị phí đây. Rồi ai chốt cho em 2.900.000 mã số 8. Tiếp một con này thân đồng cổ đồng anh em. Tiếp một con thân đồng cổ đồng. Quên từ nãy giờ quên coi mũ có hay không hè. Mũ đầy đủ nha anh em. Like không biết trong bữa nay có sức mà like không nữa chứ. Dài áo của nó là 80. Áo này dài 80. Ôm cái áo 165 như ôm một người đàn ông, nó dày, nó to, nó nặng. Rồi cái đầu vào nha anh em. Nó nặng lắm anh em ơi, rút trên nó bị mất rồi này. Cái thân này đều đẹp. Thân này đầy ở bên hông này, dính một vết dơ này. Anh em nhìn thấy ở đây có vết dơ mà. Đây, một vết. Đây một vết nữa ha, hai vết. Đằng sau thì bị ốm này. Sau này ổn nha anh em. Trước này cũng ổn. Đó, đầu khóa của nó ok hết. Rồi, ống tay đều đẹp hết nha anh em. Ống tay cũng đều đẹp hết nè. Ồ, ống tay đây nó cũng dính một chút dơ này. Tay dính cái đen này anh em ơi. Ở dưới ống tay của nó này, em nhìn thấy vết đen không? Cái đen này là giống như mấy cái màu đen mà của thằng phòng hóa, của cái áo phòng hóa. Ông cứ đi chọc cháu về hay. Ông thiệt là thấy cháu nó quậy là cứ chọc cho nó khóc lè rè mệt quá. Đây, em lên cho anh em cái phân bên này ha. Bên này vẫn đều đẹp hết. Ở bên này nó cũng dơ nữa anh em này. Dơ một chút ở đây nữa ha. Cái màu đen của cái áo phòng hóa của hôm em có bán cho anh em á. Rồi, ép áo đều màu đẹp nha anh em. Áo này cũng đều màu đẹp luôn à. Con này màu hành hành một chút. Mã số 7, 2.300.000. Mã số 7, 2.300.000 nha anh em. Con này em đọc sai chưa ta? Thì như chưa đọc phải. Con này là size, con này đời 75, size medium short. Size medium short thì cái tem nó cũng hơi xuống màu này. Medium short là 70 tới 70 tới 80 kg, cao dưới 1m7, cao dưới 1m7 nha anh em. Con này màu hành hành, màu xanh ô liu nhưng mà nó kiểu hanh hanh đỏ đỏ lên một chút. Nói chung con này đẹp. Mấy con này là vừa tầm tiền thôi. Ai chốt con này 2.300.000 mã số 7 giùm em ạ. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em. Một con này dây nhựa, cổ nhựa, thân đồng cổ nhựa. À, có mũ này. Con này size small regular luôn. Small regular là 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lên. Con này cái đời của nó xù xù, mình đọc không được nữa đây. Đời 85. Đời 85, cái lông của nó chỗ này nó ma sát nó xù xù này. Dài áo là 80. Con này màu cái đời này, cái màu chỗ này nó màu kiểu bạc bạc nha anh em. Màu không phải như kiểu màu ô liu đâu. Đây, ở đây nó cũng bị dơ một chút xíu này. Đây, đều màu. Áo này trước sau đều hết. Đây cũng đều hết. Nói chung con này là màu như kiểu màu màu xanh xám á. Xanh xám xám á. Đều màu hết nha anh em. Cái đầu khóa của nó này. Đây cái đầu vào. Em review cái đầu vào cho anh em này. Đó, anh em dòm kỹ cái đầu vào này. Nhìn kỹ cái đầu vào giúp em nha.
Rồi dây trên, dây trên dây dưới đầy đủ hết nha anh em. Em coi cái ống tay cái nữa, coi ống tay nó có bị gì không nè. Ống tay này đều hết nha anh em. Con này ống tay đều, nói chung là cái màu của nó, màu này xám xám thì nó không có giống như màu ô liu, nhưng mà nó đều một màu. Đây là có một vết dơ này thì bảo giặt ra luôn. Cái vết này là giặt ra này. Em khẩy khẩy cái nó ra ở đây rồi này. Đất. Rồi con này là giá của nó là 2 triệu mã số 6. 2 triệu mã số 6. 2 triệu mã số 6 nha anh em. 60 tới 70 kg. Hồi nãy small này, small roller này. Tiếp một con này màu cổ úa. Thân đồng cổ đồng nha anh em. Thân đồng cổ đồng. Anh em xây cho em mới like có mấy cái mà thấy áo kiểu quay quay rồi này. Like mới mấy con áo mà thấy người đơ đơ rồi. Small roller. Con này size small roller thì 60 đến 70 kg. Cao 1m7 trở lên, đời 72. Tem trên tem dưới đầy đủ à. Cái tem dưới nó hơi quanh một chút. Con này màu cổ úa nha anh em. Dài 81. Dài áo 81. Rồi thân trước đều màu. Đầu vào của nó anh em dòm cái đầu vào này. Rồi dây dưới đầy đủ à. Dây trên mất tiêu. Dây trên mất tiêu rồi anh em ơi. Mất tiêu rồi. Đằng sau của nó thì lại bị dính dơ ở đây này. Đằng sau dính dơ một chút ở đây này. Đây nữa. Dơ nhẹ nhẹ thôi. Ở dưới tà của nó bên này thì qua đây. Qua đây cũng dơ nè. Anh em nhìn thấy dơ không ạ? À, dơ đây nè. Xuống đây ha. Anh em mua đồ chịu khó nhìn thiệt kỹ giúp em. Đeo kính vào, mình đeo kính vào mình nhìn cho nó rõ. Vì em like cái iPhone cho nên là anh em nhìn là không thoát được cái vết nào đâu. Và iPhone là thật màu nhất. Đây, vết dơ đây ha. Còn anh em mà xem mà like Oppo á, là con này màu vàng nó cũng ra màu xanh. Đây nó bị dơ dơ một chút nữa nha anh em. Ống tay ha. Dơ dơ một chút nữa ha. Ở cái thân này thì đây ống tay này cũng bị dơ này. Ngay cuối ống tay à. Đây là cái ống tay này. Cuối ống tay này nó bị dơ một chút nhẹ nhẹ đây nữa. Giờ này thì em hết bắt máy rồi. Tay một tay like nữa hết bắt máy rồi. Em like về có chậm không? Anh em coi như vậy thấy like chậm không? Nếu anh em thích like nhanh thì em like nhanh. Mà em like chậm là mục đích là muốn anh em xem kỹ từng chi tiết, từng ti li từng cái, để chốt khỏi phải chụp hình. Chứ đừng có like liệt rồi tới lúc chốt đơn còn bảo chụp ngang chụp ngửa nữa. Con này 2 triệu 6 mã số 1 nha anh em. 2 triệu 6. Con này màu cổ úa. Báo cáo anh em màu cổ úa. Con này đúng ra là màu hành thì đúng hơn, chứ không phải cổ úa. Gọi là hành úa. Đẹp không? Cái màu nó sáng choang. Màu nó sáng à. Mình bật vào nó tự nhiên nó rực rực một cái màu như màu lửa, màu nắng. Rồi tiếp một con nó, con nó 2 triệu 6 mã số 1. 2 triệu 600 mã số 1. Có kiểu like xong dục rồi là không nói. Rồi tiếp một con này nha anh em, thân đồng cổ đồng luôn. Đầu khóa, đầu trên, đầu dưới vào đầy đủ hết nha anh em.
Con này là small rattler 60 tới 70 kg và cao 1m7 trở lên. 60 đến 70 kg, cao 1m7 trở lên, đời 81. Đời 81. Dài áo của nó là 80. Dài áo là 80. Anh em dòm này. Cái này là em vừa mới khui hồi đêm cho nên không có giặt giũa gì nha. Em bán là khui sao bán về anh em về tự tút thôi, tự giặt thôi. Đây ở đây có một cái chấm dơ và bán giá dơ nha. Em bán đồ này là bán giá dơ đấy. Anh em về giặt nó lên đời hơn này. 1 chấm, 2 chấm này, 3 chấm, 4 chấm nhẹ nhẹ thôi nha. Mấy cái này thì chắc không có ăn nhầm gì với cái áo đâu. Rồi dây trên này, còn cái đầu vào này, dây dưới đầy đủ luôn. Ở đằng sau của nó nha anh em, sau đầu đều luôn. Chỗ này có một chấm nhẹ nhẹ siêu siêu. Thực sự như kiểu mà đeo kính hiển vi, kính lúp để mà dọi từng từng vết dơ luôn á. Nhưng mà hàng đã qua sử dụng mà bảo mà đi dọi như thế này mà được vậy là con này đẹp. Đây, chỗ này nó cũng dơ mà mờ mờ nhẹ nhẹ thôi. Rất là nhẹ nha anh em. Còn cái đầu khóa này, đầu khóa của nó này. Rồi tem, còn tem thì còn mới kẽn à. Tem còn mới kẽn luôn. Con này là 2 triệu 7. 2 triệu 7 mã số 5. Trời ơi, 2 triệu 7 mã số 5. Bữa nay là cái lô này em khui với cái giá này nha. Nhưng mà lô sau chưa biết là có giá này không à. 2 triệu 7 xanh ngát không? Xanh, một màu xanh. Lô sau chưa chắc ạ, mỗi lô mỗi khác. Cho nên em báo cáo với các anh là cái cổ này em giặt giùm em cái, vì nó bẩn là nó bỏ luôn dơ à. Con này 2 triệu 7 mã số 5. Cho nên là em bán không có like nào giống like nào đâu. Em khui hàng thấy có lời thì em bán rẻ, mà là nói chung là lấy đắt thì bán đắt, lấy rẻ bán rẻ. Đầu khóa nha em. Đấy, có mũ hẳn hoi à. Con này thân nhôm, cổ nhôm, size small roller. Small roller thì anh em 60 tới 70 kg. Cao 1m7 trở lên ạ. À. 3 tem luôn này. Con này đời 3 tem luôn. Con này là đời mã 4 số. À, em cho anh em đọc này, anh em bao giờ đọc đời như thế này chứ này. Đắt. Đâu rồi? Đắt 100 mã 4 số. Con này đời 6X, nó chỉ ghi 6X thôi. 2365. 65. Con này là của cận vệ, nói chung là của nói chung đời đầu. Hôm rồi em có nói anh em có một video á. Con đời đầu là đầu tiên nó ra không có cầu vai, chuẩn 565. Đúng đầu năm 65 và tháng 5 của năm 65, cuối năm 65. Tháng 5 của năm 65 là nó ra M65. Thì nó ra cái con này là không có cầu vai. Xong cũng là năm 65 thì lại nó ra có một con lại ba tem nhưng có cầu vai. Con này ra đầu tiên này. Đẻ ra đầu tiên của thằng M65. Rồi dài áo là 80. Ở đây thì nó viết này anh em này, ở đây là đúng ra là tem dập. Anh em mở cái tem này ra, ở trên này có một cái tem dập chữ US Army ở đây này. Và trên vai của nó cũng dập luôn này anh em. Trên vai nó cũng dập một cái tem này. Đó, nó dập luôn à. Nhưng mà đây này, ông mà lại may thêm một cái tem lên nữa. Chơi hàng này mới đúng là sưu tầm này anh em. Nhưng mà hàng này không đúng hàng đâu, vì hầu hết từ năm ba tem mà khi mà nó làm ra đầu tiên con này á, thì không có cầu vai. Sau bắt đầu nó thấy vào rừng cần sử dụng những cái chỗ để dắt mũ, thì cái mũ bê rê mình đó, nó mới lên cầu vai. Nó là tất cả từ đó về sau đều có cầu vai hết.
ở đây dơ nha anh em, ở đây dơ này, cho nên con này là không có đúng hàng đâu, ít khi gặp lắm. Thằng đời đầu này là đời sưu tầm, nó ít khi gặp lắm. Ở đây dơ mấy cái dơ nhỏ xíu xíu thôi, chấm dơ nhỏ xíu xíu. Ở đây có một vết dơ dài này nha, một vết vàng vàng dài dài nha. Em trong nhìn thấy không? Đây một vết vàng nhỏ xíu xíu dài dài đây. Ở đây nữa này, trên thân này nó cũng dơ một chút nhẹ nhẹ ha. Đây nữa, cái phần mặt đằng trước này nó hơi dơ này, em nhìn thấy không? Chỗ này này, đó, nó vàng vàng dơ dơ nhẹ nhẹ đó. Chứ con này nó không dơ thì em không có bán giá này đâu này. Về anh em hên xui giặt ra thì giặt ha. Đó, nói chung cái lỗi này chả có ăn nhầm hết. Trên con áo em dơ cho anh em xem ba cái tem. Túi trắng à? Túi trắng. Con này nãy em nói sai gì ta? Small roller là 60-70kg, cao 1m7 trở lên. Em bán con này là 2.4 triệu, mã số 4. 2.400.000 mã số 4. Em chưa có like anh em cái ống tay này. Đó, cái thằng đời đầu này em ha. Đời đầu không có cầu vai này. Bây giờ nãy giờ em lên cho anh em không có con nào có không có cầu vai hết. Con này rất là hiếm. Còn ống tay của nó thì anh em nhìn thấy cái V không? Còn máy tem lên nó dập tem này. Đó, nó dập ở trong này, gỡ cái tem này ra vẫn có chữ dập ở trong này. Rồi ống tay nha anh em. Ống tay thì nó rách cái V rồi. Đó, nó rách cái V. Khi mình dán lại như vậy thì nó che mất cái rách này. Em like cả nửa tiếng mà mới được có 10 cái áo à. Rồi, cái ống tay thứ hai nha em. Về bên này thì ok à, cổ tay nó hơi dơ. Hàng này sưu tầm chuẩn M65 luôn thì ok. Rồi, đẹp hết à. Rồi ai chốt con này thì chốt cho em là 2.4 triệu, mã số 4. Áo này còn hăng vải lắm nha anh em. Còn nó rất là hăng vải, rất là dày. Con này mới mềm vải này. Con này là mềm, có nghĩa là bạc. Con này là bạc màu rồi nha, con kia chưa có bạc luôn á. Cái thằng đời đầu mà nó vải màu có úa, nhưng mà nó đang còn dày vải lắm. Còn con này là bạc này, bạc áo rồi. Con này cũng dây nhôm mà tem sai mất tiêu rồi. Tem trên tem dưới cũng mất tiêu. Tem dưới tem to nha. Anh em nhìn thấy tem to mà. Anh em nào mà sưu tầm đồ mà biết hiểu biết về đồ rồi hẳn chốt nha. Đừng có chốt rồi là giống như bữa hôm là em thực sự em bị ám ảnh luôn á. Mua một con M65 mà cái tem như chà bá như thế này này. Để em đưa lên cho anh em. Nếu như mình mua một con M65, em nói là em phải dịch chứng cho anh em nhìn thấy mất công à. Đây, nếu như một con M65 mình không biết gì về đồ mà không biết gì về đời, nhưng mà nhìn cái tem hoặc là qua cái lót trứng sáo này á, là nó là đời 68 rồi. Chưa nói nhìn tem, thì khi tem của thằng đời 69 và đời 68 là tem nhỏ. Còn thằng đời 67 anh em này, cái tem đây là tem dưới của thằng đời 68 nha. 69 nó cũng nhỏ như vậy. Mà cái tem anh em nhìn thấy cái vết tem của thằng đời 67 không? Cái vết của nó này từ đây. Đó, qua đây. Qua đây, anh em nhìn thấy cái to của nó em đo ít nhất là một ngón tay, mà cái này thì được bao nhiêu? Đấy. Thì nó nhỏ hơn thì mình đã phân biệt được cái đời, không cần phải là đưa cái tem ra để đọc đời nữa. Nhưng mà khách mua mà chưa biết sưu tầm về đời bảo là bữa hôm nói thì em buồn lắm. Thực sự bán đồ Mỹ mà bán cho những khách mà chưa biết chơi về đồ mà đã như vậy còn nghe người ta nói bảo là con áo này, thực sự không biết giải thích như thế nào ấy. Cho nên anh em mà chịu khó
Nếu anh em thực sự muốn chơi đồ thì tìm hiểu đồ và biết nó rồi hẳn chơi, chứ đừng không biết gì về đồ mua một con áo cũ, mua một con áo đời số 7. Thực sự đời số 7 là rất là hot luôn. Mà giá hot của nó là đẹp là phải mười mấy triệu, mà cầm trên tay một con áo có 1,1 triệu đời số 7 mà về là bảo là mua, ai cũng bảo mua đắt, mua một con áo xấu cũ dài 71 anh em. Thực sự em nghẹn không biết giải thích như thế nào, mà những người như vậy là em không bán, chứ đừng có nói cho người ta bom, không bán, yêu cầu hoàn về gấp, dù mà không bom em cũng bắt phải bom. Cái này đầu khóa của nó nha, không bom em cũng bắt bom, không bao giờ bán cho những anh em mà không hiểu biết rồi cái giá trị của cái áo không có một chút giá trị nào, không bán. Rồi báo cáo anh em, con này đời số 7 này, áo này bạc màu rồi nha anh em, bạc và mềm áo rồi đấy. Rồi ở dưới này nó dơ này anh em này, nó dơ rồi, ở đây dơ nữa ha. Thực sự bán đồ mà như vậy rất là nghẹn ngào luôn anh em ơi. Đây đầu khóa, dây trên dây dưới đầy đủ ha. À, hai dây đầy đủ, con này mới là hàng hàng đẹp này, nhưng mà vải của nó mềm, nhưng mà vẫn vải đang còn dày chứ không phải là mềm mà nó mòn mỏng đâu. Ở đây có một đường dơ này anh em, đường dơ ở đằng sau có hai chấm, à, một hai chấm, ở đây có một chấm nữa là ba ha. Con này dây kéo khóa hơi bị vip luôn, để em sẽ cho anh em xem dây khóa sau. Ở đây có hai vết chấm nước nữa này. Cái đầu khóa này sẽ có view luôn á, em nhìn thấy sẽ có view chưa? Con này chuẩn zin luôn, chuẩn năm năm ấy luôn á, chuẩn zin của thằng 67 luôn á. Đầu khóa từ cổ cho tới tới đầu khóa luôn ha. Rồi tiếp một cái ống tay nha anh em. Ống tay của nó này, con này chỉ có rớt cái màu thôi, nó rớt đời này, nó rớt cái màu áo hay là cái đời này nó màu như vậy em biết nữa. Đây cái ống tay của nó bị lủng nha anh em, còn cái chỗ này này là nó bị dơ này, dơ à. Hai ông tay đều dơ nha, anh em nhìn kỹ giúp em này, anh em nhìn thiệt kỹ nha, dơ này, đó dơ này. Cái vết đen này rất là quan trọng, anh em mà có mẹo mới giặt được ra nó, chứ thông thường mình giặt cái này rất là khó ra vì màu thâm, màu của nó màu thâm. Ở đây là có lủng một lỗ rồi nha anh em, lủng này. Con này size nhỏ, con này đảm bảo là x-small hay small luôn rồi đó, size hiếm mà đời đời này là chắc. Đây cái V của nó anh em này, hơi he he một chút, ổn không? Đây dơ nữa ha, đây nó dơ nữa này. Rồi bên cánh tay anh em, bên này cũng dơ một chút này à. Hết. Bây giờ em bận vào coi thử nha. Con này con này đời số 7 mà bán giá này là phải nói giá bánh bèo luôn á. Con này bán với giá là 1.900.000 mã số 3. 1.900.000 mã số 3. Đời số 7 nha anh em. Đó, con này là 70 kg. 60 tới 70 kg, size small. Small regular. Bệnh cái vết dơ của nó thì chiều xa như vậy, anh em chỉ có chấp nhận được cái vết dơ đây này, phải chấp nhận mấy cái vết dơ này ha. Đây ạ. Rồi ok, 1.700.000, dây kéo hơi bị đá luôn, cái dây kéo của nó này, trời ơi con này bán con 1.900.000 nhá, 1.900.000 không phải 1.700.000 đâu, 1.900.000 anh em ơi.
Tiếp một con này dây kéo đồng. Dây kéo đồng. Cái cổ nhựa ha. Dây kéo đồng cổ nhựa anh em ạ. Đó, có mũ hành hoi ha. Ở đây là size medium roller. Medium roller. Con này đời 85. Đời 85 nha anh em. Medium thì anh em 70 đến 80 kg, cao 1m7 trở lên. Con này dài áo là 82. Dài áo 82 anh em ơi. Ở cái phần dưới tà này này, nó bị dơ vàng vàng đây ha. Đó. Phần dưới này dơ. Em nói như vậy anh em có buồn không? Thực sự hầu hết em nói thiệt anh em, hầu hết mình ai cũng chưa biết chơi cả, nhưng mà mình chưa biết chơi thì mình phải tìm hiểu trước khi chơi, biết cái giá trị của nó trước khi chơi, hoặc là mình mua thì mình phải chấp nhận nếu như mình không biết. Chứ em nói như vậy thì cũng rất là nhiều anh em hơi bị nhột, vì hầu hết anh em hầu hết chưa biết chơi thì mình mới đam mê, mình mới sưu tầm thôi. Nhưng mà có cái anh kia làm em cảm thấy nó không có lời nào để nói, cho nên em mới nói như vậy thôi. Anh ta còn không biết rồi còn đang bảo là hàng xóm, à bảo là hàng xóm, bảo là anh mua con đấy đắt, mua đồ đó lên chợ mua đồ nó còn đẹp hơn vậy đấy. Ở sau này nó dơ nha anh em, đây là vết dơ, ở đây là nó dơ nguyên cái phần lai này luôn này, dơ này gọi là dơ đất. Nói câu mà bảo lên chợ mua là em biết rồi, hiểu hàng rồi. Đồ Mỹ mà bảo lên chợ mua thì thôi rồi. Rồi phần đằng trước này đều đẹp ha. Đấy cái đầu khóa này. Không biết hôm giờ đã gửi hàng về chưa biết. Ở cái ruột của nó ở trong anh em hai màu. Cái màu này anh em nhìn thấy không? Đây là màu cổ úa và cái phần bên này màu ô liu. Vải thì vải caro của hàng túi chéo đấy, nhưng mà bên này màu ô liu, bên này màu cổ úa. Con này em bán với giá là 2.100.000 mã số 2. 2.100.000 mã số 2. Áo đều đẹp ha. Đẹp. Nói chung là xanh ngát luôn. Con này xanh ngát luôn. Cái vết dơ của nó nhẹ nhàng quá mà mình nhìn không có, không có. Khi mà mình thả vậy này, anh em nhìn thấy có thấy được vết dơ không? Nó xanh quá mà mình nhìn không thấy được vết dơ luôn. Rồi ok, em xin cảm ơn anh chị em à. Em sẽ làm video tiếp theo, chắc là từ giờ tới chiều em sẽ phục vụ anh em hết hai cái kíp đó luôn. Một kíp M65, một kíp gì pilot trực thăng luôn đấy. Rồi chúc anh chị em thành công ha.